Thưa quý vị, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi tại Hà Nội. Chính quyền cách mạng đã thành lập Sở Liêm Phóng tại miền Bắc, tại miền Trung lập Sở Trinh sát và miền Nam lập Quốc gia tự vệ cuộc. Đây chính là các tổ chức đầu tiên của Công an Nhân dân với nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 19 tháng 8 năm 1945 được xác định là ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. Năm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng với tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Là một thạc sĩ tu nghiệp tại Pháp, sau khi về Việt Nam, Đại úy Trịnh Hải Thắng đã cống hiến gắn bó với ngành Công an Nhân dân gần 8 năm. Dù phải đối mặt với nhiều chất độc hại tại phòng thí nghiệm mỗi ngày, năm 2023 đến nay, Phòng Kỹ thuật Hình sự, trong đó có Trịnh Hải Thắng, đã giám định hơn 5.700 vụ việc liên quan đến ma túy, đóng góp cho công tác điều tra hàng ngàn vụ ma túy được triệt phá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nó cũng xảy ra được nhiều cái rủi ro rất là cao. Dựa vào cái kiến thức của mình thì cũng sẽ cố gắng để loại trừ những rủi ro đó. Bên cạnh mình còn rất nhiều đồng chí đồng đội vẫn đang ngày đêm đấu tranh trực diện với các loại tội phạm. Nên là mình cũng luôn luôn cố gắng và luôn tâm niệm rằng hãy cứ cố gắng mỗi ngày để cùng chung tay là để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Từ đầu năm 2024 đến nay, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, phạm pháp hình sự tiếp tục kéo giảm. Đặc biệt, một trong những điểm sáng trong 5 năm gần đây là phạm pháp hình sự đã được kéo giảm sâu, tỷ lệ trung bình hơn 8% một năm. Riêng năm 2023 kéo giảm gần 22% so với cùng kỳ. Lực lượng cảnh sát hình sự của toàn thành phố, chúng tôi cũng đã áp dụng rất nhiều biện pháp. Tuần tra là phải đảm bảo cái hiệu quả, đi là đúng tuyến, đúng trọng tâm. Cái thứ hai là công tác về quản lý đối tượng, chúng tôi cũng đã quản lý chặt về đối tượng. Rồi khi có những cái vụ án mà xảy ra, ngoài cái lực lượng của công an các địa phương, cái lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi đã phân công lúc nào phân công bất một tổ công tác để xuống phối hợp cùng với lại công an các đơn vị đó tiến hành truy xét xác định đối tượng. Bởi vậy cho nên cái tỷ lệ khám phá nó gần 100% đối với những cái vụ án mà cướp với cướp giật. Với vai trò là trung tâm đào tạo kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi các loại tội phạm tập trung hoạt động. Nhưng công an thành phố đã thực hiện hiệu quả phương châm lấy phòng ngừa làm nền tảng, công tác đấu tranh là khâu đột phá, quyết liệt triệt phá không có vùng cấm, giữ gìn sự bình yên của thành phố. Cảm thấy các anh công an đã bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân cũng như tài sản của người dân đó. Đó là một trong những đức tính rất tốt của người chiến sĩ Cụ Hồ. Cảm thấy đất nước mình thì ngày càng phát triển, an ninh trật tự cũng được rất là đảm bảo hơn. Tôi là một người con của công dân Việt Nam thì cảm thấy rất là tự hào. Ngay từ đầu năm 2024, Công an thành phố đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm nhằm kiềm chế sự gia tăng tội phạm, làm giảm trọng án, từng bước loại trừ các nguyên nhân, điều kiện hình thành phát sinh các loại tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự, kinh tế, ma túy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tạo được nhiều điểm nhấn mang tính đột phá. Bên cạnh đó là có sự tạo điều kiện, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, của Thành ủy, của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân và sự giúp đỡ của các sở ngành của thành phố, sự đồng hành của nhân dân thành phố nên chúng tôi đã đạt được những kết quả như vậy. Cụ thể là ngày 25 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang đối với Công an thành phố. Đây chính là sự ghi nhận, nó là sự kết tinh của sự hy sinh âm thầm lặng lẽ của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an thành phố, của người thân cán bộ chiến sĩ, của người dân thành phố đúc kết lên với cái thành quả này, là sự cổ vũ, động viên công an thành phố vững bước chân anh hùng, thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước và nhân dân giao cho và luôn sẵn sàng vì nước, vì thân, vì nhân dân phục vụ. Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân,
lực lượng công an thành phố trong suốt chặng đường gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong đó gần 50 năm góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục sự nghiệp bảo vệ và đổi mới để phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại, thành phố anh hùng.